Samsung The Freestyle, muôn cách chiếu, vạn cách chiêu, phải thử mới biết được. Chiếu lên tường, chiếu lên rèm, chiếu lên trần nhà, chiếu từ trên xuống dưới. Còn cái chiếu gì nữa không nhỉ? Có đấy, chiếu vào tim anh. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mọi người thân mến, đoạn intro vừa rồi có lẽ cũng đã phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về tính năng của chiếc máy The Freestyle đến từ thương hiệu Samsung này rồi đúng không? Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn về em nó sau một thời gian sử dụng nhé. Máy chiếu Smart TV 100 inch bỏ túi Samsung The Freestyle chính hãng đã có mặt tại Hoàng Hà Mobile, giá cuối sau khi trừ quà chỉ còn 18 triệu 900 nghìn đồng. Tặng ngay túi đựng Samsung The Freestyle trị giá 1 triệu 490 ngàn đồng, tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng, tặng gói xem phim miễn phí trên Vion, Galaxy Play, VTV Cap, Clip TV, FPT Play trị giá 7 triệu 548 ngàn đồng. Đặt hàng ngay hôm nay kẻo bỏ lỡ. Về ưu điểm trước ha, kích thước nhỏ gọn và thiết kế đẹp chắc chắn sẽ là một điểm cộng của The Freestyle rồi. Nó thì rất là nhẹ so với một cái tiêu chuẩn máy chiếu thông thường ấy, chỉ tầm nặng khoảng có 700g thôi. Nhìn như này thì không khác gì một cặp lồng đựng cơm hay là một cái đèn để đi phượt cả. Nói đến đèn thì chiếc máy chiếu này hoàn toàn có thể biến thành một chiếc đèn xách tay nếu như chúng ta lắp cái tấm chắn kính này vào như thế này. Thấy không? Tuy nhiên thì với 24 triệu mà chỉ dùng để soi đèn thì nói thật là rất phí. Cho nên cái tấm chắn này nó còn có thêm một công dụng nữa, đó là bảo vệ cái ống kính khi mà chúng ta di chuyển sang bên ngoài. Hiện tại thì máy chỉ có duy nhất một phiên bản màu sắc là màu trắng mà thôi. Về độ hoàn thiện thì khỏi phải bàn rồi, chiếc máy này rất là chi tiết này, đường nét các thứ thì rất là đẹp và sắc nét luôn. Khi mà chúng ta xoay như thế này, mặc dù máy có thể xoay 360 độ nha mọi người, nó cũng không hề mang lại cái cảm giác ọp ẹp hay lỏng lẻo ở các cái mối xoay này đâu. Bản thân chiếc máy chiếu đã được nâng đỡ bởi một giá đỡ bằng nhôm chắc chắn với đế bằng phẳng, có khả năng nghiêng tốt hơn 180 độ giúp chúng ta có thể dễ dàng chiếu hình ảnh thực tế trên mọi bề mặt. Mặc dù The Freestyle được thiết kế để sử dụng kèm với những thiết bị cấp nguồn như thế này, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể đi kèm với em nó cho những chiếc sạc dự phòng mà trên 50W, đặc biệt là cái sạc dự phòng mà hãng có cung cấp thì nó như kiểu là một cái đế gắn ở đằng dưới của chiếc thiết bị này giúp chúng ta nâng lên, cũng như mà khi chúng ta đi dã ngoại, đi ra bên ngoài trời thì hoàn toàn cái thiết bị sạc đó có thể đảm bảo để sử dụng chiếc máy chiếu này trong một thời gian dài. Khi mà mua máy thì chúng ta sẽ được trang bị một củ này, một cáp này, một bộ điều khiển và một cái nắp đậy như thế này. Đó, thật sự rất bất ngờ khi mà chiếc củ cấp nguồn này nó chỉ nhỉnh hơn so với củ sạc điện thoại của mình có một chút xíu thôi. Còn đây, cáp C2C rất là dễ kiếm để thay thế luôn ý. Dọc theo cạnh bên của máy chúng ta sẽ thấy một cổng Type C để cấp nguồn cho thiết bị, cùng với một cổng HDMI mini để kết nối với tất cả những cái bảng điều khiển nào mà bạn có. Một công tắc bật tắt micro của thiết bị. Ở đây thì mình sẽ phải cộng cho Samsung thêm một điểm tinh tế, bởi vì các bạn thử tưởng tượng xem, khi mà máy chiếu kết nối với điện thoại của chúng ta, đột nhiên có cuộc gọi đến chẳng hạn mà chúng ta không muốn mọi người trong khán phòng đều phải nghe thấy những cuộc điện thoại đó, thay vì phải thoát thiết bị ra rồi lại vào thiết bị lại, chúng ta chỉ cần ấn mute một cái, vậy là xong, vẫn đảm bảo được sự an toàn cho cuộc gọi của mình. Với The Freestyle, Samsung cung cấp hầu hết những thứ bạn cần cho một đêm giải trí bởi tính năng trình chiếu đã được trang bị sẵn Smart TV với các ứng dụng phổ biến như là Vion, Netflix, YouTube, Apple TV. Ngay như vậy là cũng đã đủ để hiểu rằng chiếc máy The Freestyle này có thể tha hồ kết nối với hầu hết tất cả các thiết bị thông minh từ Xiaomi, iPhone, Samsung, miễn là có cái tính năng trình chiếu thì chiếc máy này hoàn toàn có thể cần tất. Khi nói đến chức năng thì mình tự tin rằng các bạn sẽ không thể tìm thấy một thiết bị máy chiếu di động nào có nhiều tính năng hơn The Freestyle của Samsung đâu. Nó không chỉ là một rạp chiếu phim mà bạn có thể mang đi bất cứ đâu, mà nó còn được hỗ trợ loa thông minh, hỗ trợ Amazon Alexa và Samsung Bixby nữa đấy. Freestyle có khả năng chiếu độ phân giải Full HD 1920x1080 với hỗ trợ HDR10 ở độ sáng lên đến 550 lumen. Nghe có vẻ không nhiều nhưng mà hãy nhìn vào những chi tiết màu trắng trong video thử xem. Thật sự nó đang làm rất tốt, rất nổi bật so với những loại máy chiếu hiện đang có trên thị trường.
Và ngay kể cả khi sử dụng vào ban ngày với ánh sáng gián tiếp từ bên ngoài chiếu vào phòng thì The Freestyle cũng có thể chiếu hình ảnh tự tin, thể hiện mức độ tương phản ở mức độ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nội dung mà bạn đang trình chiếu nữa nhé. Một trong những tính năng được đề cập nhiều nhất của sản phẩm The Freestyle của Samsung năm nay đó chính là Digital Keystone Correction, hay nói cách khác là tự động căn chỉnh hình ảnh. Ngay kể cả khi nó được chiếu lên các bề mặt có góc cạnh gồ ghề thì chiếc máy cũng sẽ tự động cân chỉnh hoàn hảo cho các bạn. Thêm vào đó là tính năng tự động cân bằng sẽ giúp máy có được hình ảnh thẳng chính diện ngay kể cả khi The Freestyle được đặt lên một bề mặt không mấy bằng phẳng. Ok, khen nãy giờ rồi thì bây giờ chúng ta quay ra chê em nó nhá. Về điểm đầu tiên mình phải chê thì đó là cái mặt màn hình này, mặc dù là nó trang bị cảm ứng thế nhưng mà nó lại rất là bám vân tay và rất là dễ bị bám bẩn luôn, thậm chí là cả bụi nữa. Bên cạnh đó thì máy chỉ có duy nhất một phiên bản màu trắng cho nên là nó rất là dễ bị bẩn ý. Đây này, sử dụng một tí mà nó đã bị hơi ố ố rồi. Điểm thứ hai đó là nếu như bạn đang mong chờ một rạp chiếu phim tại gia với âm thanh sống động thì chiếc máy này có lẽ là chưa đáp ứng được nhu cầu đấy đâu. Bởi vì loa của chiếc máy này nó mới chỉ dừng lại ở mức độ nghe được thôi. Nó sẽ phù hợp đối với những bạn nào mà thích xem những bộ phim Hàn Quốc kiểu nhẹ nhàng mà không quá nhiều đòi hỏi những âm thanh. Còn khi mà chúng ta xem những MV ca nhạc, đặc biệt là xem phim bom tấn, thì cái khuyết điểm rằng là nó không có âm bass ở phía dưới, nó sẽ bị lộ ra và nó sẽ cho những cái âm thanh nó khá là hơi chói tai và nó không mượt mà cho lắm. Tuy nhiên cũng đừng nên quá lo lắng nhé, bởi giờ Freestyle hoàn toàn có thể kết nối cùng với loa Bluetooth hoặc là sử dụng kết nối cùng với loa Wi-Fi. Tóm lại, nếu như các bạn đang cần một chiếc máy chiếu nhỏ gọn có thể mang đi xa, một chiếc máy chiếu có hình ảnh và âm thanh ở mức ổn cũng như là không quá mất nhiều công cồng kềnh để chúng ta kết nối thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn The Freestyle nhá. Còn nếu như mà các bạn đòi hỏi một màn hình 4K này, một thiết bị cố định, bền bỉ, không mất thời gian để điều hướng và nếu như mà nhà bạn không có quá nhiều không gian để trình chiếu thì The Freestyle có lẽ là không có duyên với bạn, nhưng mà em nó lại có duyên với mình. Trên đây là một số những đánh giá chi tiết của mình về chiếc The Freestyle của Samsung năm nay. Các bạn có ý kiến như thế nào thì hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe cho Hoàng Hà Channel để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai. Bye bye. Rất là dài, chiều dài rất là dài, là chiều dài gì? Cái tính năng chỉnh chiếu là